Chúng tôi muốn nhắc đến con số 3. Đây là số phương án do Bộ Công Thương đề xuất để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới. Sau thời gian có nhiều ý kiến khác nhau về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu, trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 84/2009 của Bộ Công Thương có 3 phương án điều hành giá được đề xuất. Cụ thể, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo một trong 3 yếu tố: theo biến động giá thực tế, theo giá bình quân 30 ngày hoặc theo mức trần biến động cho cả năm. Theo đó, phương án 1 sẽ tương tự như nghị định 84 hiện hành, chỉ thay đổi về thời gian và mức điều chỉnh, việc tăng giảm giá xăng dầu cách nhau 15 ngày thay vì 10 ngày như hiện nay. Với phương án 2, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ công bố giá trần bán lẻ trong tháng, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh giá không vượt giá trần. Và theo phương án 3 thì giá trần bán lẻ xăng dầu sẽ được công bố cho cả năm, doanh nghiệp được tùy chỉnh giá bán không vượt trần. Trong thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đều cho rằng bản thân nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu đã rất minh bạch, vấn đề nằm ở chỗ việc thực hiện nó vẫn chưa hợp lý. Thưa quý vị, cũng xoay quanh việc Bộ Công Thương đưa ra 3 phương án điều hành giá xăng dầu, theo ghi nhận của FPNC, vẫn có ý kiến của doanh nghiệp cho rằng cần tạo điều kiện để phía doanh nghiệp xăng dầu chủ động hơn về giá bán. Hiện nay thì là theo tôi á, thì là cái phương án khả thi nhất vẫn là cái việc mà điều hành chính sách giá theo cơ chế thị trường, và nó giao cái quyền chủ động cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, và họ có quyền trên cơ sở cái giá thành của họ, và họ có quyền đề xuất và họ có quyền quyết định giá bán. Và trên cơ sở các đầu mối định giá bán như vậy thì giá bán lẻ sẽ thay đổi theo đó, và hoàn toàn có thể là sử dụng theo cơ chế thị trường, và chính sách thuế sẽ được điều chỉnh linh hoạt để cân đối quyền lợi của nhà nhập khẩu, người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.